Xin chào quý cô chú chị và các bạn Nhu Lan trên mạng nhân Tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ. Hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 3 tháng 6 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến ngập nhà những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất. Từ những cây lan tác phẩm đẹp với những cây lan bình dân giá yêu thương để giao lưu cùng cô chú chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ cho bùng có phí vận chuyển. Và khi cô chú chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc cô chú anh chị nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan phi điệp vàng. Cái dòng hàng mà nó sẽ nở hoa đúng vào thời điểm tháng 8 đấy cô chú anh chị, một trong những cái mùa mà rất là ít những cây lan nở hoa. Cây bây giờ đã đi vào giai đoạn thu ngọn rồi. Một cái lô rất là đẹp như thế này, hình này em gọi là cái hình số 54 cô chú anh chị nhé. Và cả lô này em xin phép được bán với giá là 100.000 ạ. Một cái lô rất là nhiều mầm tơ cắt tỉa, rất là nhiều thân để có thể cho hoa trong thời gian tới này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 55. Hình số 55 này là một cái giò nguyên bản phi điệp vàng. Và cái giò này xin phép được bán với giá chỉ có 80.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là 56 với giá tiền 100.000, đây là giò đã thuần. 90.000 đi, cái giò này 90.000. Và giò số 57 với giá 100.000 là những bảng đã thuần nhé. Và hình 58 cũng với giá là 100.000, rất là nhiều cái mầm cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một số những mặt hàng kg hôm nay bên em đang có. Đầu tiên là cái dòng lan kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm, cái dòng hoa mà sẽ nở với cái độ bền hơn 2 tháng. Bây giờ đang là cái mùa ghép sinh của cái dòng lan kim điệp nhựa này cô chú anh chị nhé. Nó vừa qua mùa hoa xong, nó đang chuẩn bị để lên cái mầm mới. Em bán với giá cái dòng kim điệp nhựa này là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Em bán ngay từ 0,3 kg. Đặc biệt là ở đây thì em đang có một cái lô tiểu hồ điệp. Nói là tiểu hồ điệp thôi chứ khi mà nó nở hoa thì cái cọng hoa có thể vươn dài từ 4 cho đến 50 cm, mà đủ màu sắc luôn, rất là xinh đẹp cô chú anh chị ạ. Ngay từ thân lá cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó cũng đã thể hiện là rất là nhiều màu sắc, đa màu sắc rồi đó. Thì dòng lan tiểu hồ điệp này nó cũng sẽ có khá là nhiều rễ cô chú anh chị ạ. Đẹp, nó cũng sẽ có khá là nhiều rễ cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị đặt hàng lưu ý cho em đấy, thì cô chú anh chị có thể nhìn kỹ cho em cả lô hàng như vậy. Và 1 kg của dòng tiểu hồ điệp này cũng được rất là nhiều ạ. Em bán với giá chỉ 130.000 trong 1 kg thôi. Em thấy đâu đây là bình thường hình như giá tiểu hồ điệp người ta bán 170-180 sao ấy. Đây em đang để giá 130 cô chú anh chị nhé. Em bán từ 0,3 kg luôn. Và sang bên này đây thì em đang có những cây lan hoàng nhạn. Đây là những cây lan hoàng nhạn tháng 4 cô chú anh chị ạ. Đây có những cây nhánh hoàng nhạn rất là nhỏ thôi, nhưng mà cây rừng mà cũng có vỏ. Một bông nở thôi mà cũng đủ thơm nước mũi cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan hoàng nhạn này em bán với giá là 700.000 trong 1 kg. Em bán từ 0,1 kg rồi, tức là với 70.000 em sẽ cân xô cái cây nó hơi nhỏ nhỏ đây. Cô chú anh chị mình cũng xem là với 0,1 cô chú anh chị là 70.000 đấy ạ. Cô chú anh chị mình có thể sở hữu bằng nào? Đây cô chú anh chị này, em đang bóc một nắm ở đây và chưa đến 0,1 kg thôi mà cô chú anh chị có thể thấy là một cái lượng hàng như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Dạ. Đấy. Bán từ 0,1 kg dòng hoàng nhạn. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể chọn những hình ưng ý ở đây. Em có những cái hình rất là to. Những cây hoàng nhạn rất là to, cô chú anh chị mình có thể chọn hình ưng ý này. Hình này gọi là hình số 11 ạ. Là một cặp đôi hai cây nhạn to cô chú anh chị nhé. Cặp đôi hai cây nhạn to. Thì cái hàng rừng về thì bao giờ nó cũng không thể nào đẹp như cái hàng trồng ở vườn được. Nhưng cây này thì cực kỳ là mướt luôn này cô chú anh chị này, hàng đang nụ. Một cặp đôi đẹp như vậy xin phép được bán với giá chiều 130.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2 này. Hình số 2. Đấy, cây này lá mít rụt luôn cô chú anh chị này. Một cái cặp đôi hai cây như này xin phép được bán 140.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Cái hình này với 3 cây hoàng nhạn đây ạ, 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây luôn mà như cây này thì xếp rụt quá đẹp luôn. Nó bị hơi dập lá trên này một chút xíu nhé cô chú anh chị nhé. Nó là có 4 cây đấy ạ. Thì 4 cây hoàng nhạn này xin phép được bán là 80.000 này. Và sang hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4, cây này quá mê cô chú anh chị ạ. Cây này bé nhưng mà cây này không phải bé, rất là nhiều cặp lá nó xếp rụt cô chú anh chị ạ. Hàng vận chuyển trên rừng về cũng hơi bị dập một chút xíu.
3 cây như thế này. Thì em xin phép được bán với giá là 120.000 nhá. 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 5 ạ. Thì số 5 này 4 cây này cô chú anh chị này. 4 cây hoàng nhạn rất là đẹp. 100.000 cho lô này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình này em bán với giá cũng 80.000 cho 3 cây này. Và hình số 7 này, hình số 7 này em cũng bán. Hình số 7 là có một lô có bao nhiêu cây, cây nhỡ nhỡ. 2 này, 4 này, 6 cây. Và lô này em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này em bán với giá là 80.000 đây cô chú anh chị. Đó. Sang bên này đây thì em đang có những cái lô hài. Đây là những cây lan hài Henry. À, một cái dòng lan hài mà với những bông hoa mang sắc hoa màu hồng rất là xinh đẹp luôn. Em bán mỗi một lô như vậy chỉ có 30.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và cái cây lan hài Henry này thì rất là dễ sống, dễ chăm nuôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Đấy, cả một cái lô lan hài Henry như vậy với giá chỉ 30.000. Và đây là mặt bông của dòng lan hài Henry này. Và nếu cô chú anh chị mà không muốn tự ghép ý, thì cô chú anh chị mình có thể lấy luôn cho em ở đây. Em đang có những giò lan hài Henry mà em đang bán hàng trộn. Đó, cây đã trồng thuần ổn định rồi, cô thấy chú anh chị thấy đấy ạ. Với một cái lô kia thì cô chú anh chị chắc phải trồng ít nhất là 2-3 giò như vậy đúng không ạ? Đây thì hàng em trồng sẵn như thế này, xin phép em được bán với giá là 80.000 cho một chậu nhé. Có 2 chậu duy nhất với giá 80.000 cho một chậu. Và sau này đây sẽ là dòng lan hài Helen, mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Hoa sẽ nở thời điểm vào khoảng tầm tháng 7, tháng 8 cô chú anh chị ạ. Tháng 7 hoặc là tháng 8 nhé, hai lô lan hài Helen. Mỗi một lô như vậy cô chú anh chị có thể trồng được 2 giò. Helen thì phân bố rất là hẹp nhưng mà lại dễ trồng ở mọi nơi. À, size bông cực kỳ luôn, chắc chắn rằng cái số tiền cô chú anh chị bỏ ra không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu. 80.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. Có hai lô này, lô số 1 và lô số 2 đấy ạ. 80.000 cho một lô. Đặc biệt là cái dòng lan quế lan hương ạ. Em nghĩ rằng là không có mùa nào trồng quế lan hương đẹp hết đỡ hơn cái mùa này cô chú anh chị nhé. Những cây quế lan hương nói chung là hàng thì cây giống phải nói tuyệt vời. À, cây không có lớn lắm cô chú anh chị ạ. Nên là hàng này là hàng xếp chung nên cô chú anh chị mình có thể thoải mái được rất là nhiều cây giống. Đến mùa tháng 8 chỉ cần một nhánh quế nhỏ như thế này thôi cũng đủ làm cho cô chú anh chị có một mùa tháng 8 trở nên tuyệt vời hơn, thú vị hơn rất là nhiều. Một bông quế lan hương nở thơm nức mũi sẽ làm cho một cái tháng 8 trở nên tuyệt vời hơn ạ. Và ở đây cô chú anh chị mình cùng em chọn lựa siêu tầm những cây quế lan hương này, dễ sống dễ chăm vô cùng luôn. Với giá tiền em đang bán là 400.000 một kg cô chú anh chị nhé. 400.000 một kg. Tuy nhiên em bán ngay từ 0,3 kg. 0,3 kg rồi. Và hàng này thì em sẽ nhập xô cô chú anh chị nhé. Bán từ 0,3 kg, tức là 120.000. Cô chú anh chị được rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Được rất là nhiều luôn với 120.000 ấy. Thoải mái, cô chú anh chị có rất là nhiều cây của cô chú anh chị trồng ghép rồi. Đó, nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ luôn. Hoặc đẹp, cô chú anh chị mình cũng có thể chọn theo hình ở đây cho em. Nếu cô chú anh chị muốn những cây lớn hơn và đẹp như ý của cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em cô chú anh chị nhé. Xin bắt đầu từ những cái hình quế đầu tiên này. Hình này gọi là hình số 9 ạ. Hình quế lan hương số 9 này cô chú anh chị nhé. Hình này thì có 4 đầu ngọn khá là lớn. Thời điểm bây giờ thì em thấy lác đác là đã có vài nhánh quế nó bắt đầu là cho nụ rồi đây cô chú anh chị này. Đây, như cây quế này bắt đầu cho nụ rồi. Cái cảm giác đã cảm nhận được cái mùi hương thơm của cái cây quế lan hương này mang lại luôn rồi. Nhìn thấy cái nụ là đã cảm tưởng đến cái mùi hương của nó luôn rồi cô chú anh chị ạ. Dòng lan đệ nhất hương. Một cái lô quế có 4 đầu ngọn hàng xếp xinh như thế này mà không bỏ lá chân luôn. Và lô quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 4 ngọn quế lan hương này ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10 này. Một cái lô lan quế lan hương cũng là 4 đầu ngọn đấy ạ. 4 đầu ngọn quế lan hương này em xin phép được bán với giá là 160.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 này. Hình số 11 với 2 ngọn quế lan hương đó, đều là dòng quế mẹ con. Và em nghĩ rằng là cây này thì mùa tới là cho hoa xuất sắc luôn rồi ấy, cô chú anh chị. Có những cây xếp rụt luôn rất là đẹp ạ. Có 2 ngọn quế lan hương như vậy nhé. Nói chung là hiện tại hàng vận chuyển trên rừng về nhìn nó không được đẹp như là cái cây mà cô chú anh chị lên giò rồi ạ. 2 ngọn quế lan hương này, hình này xin phép em được bán 160.000 cho cặp đôi ngọn quế, 2 ngọn quế lan hương mẹ con này nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Số 12. Hình này là với 5 ngọn quế lan hương ạ. 5 ngọn quế này. Đó, cả cái lô này là 5 ngọn quế lan hương như vậy nhé. Và cái hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 140.000 ạ. Hình số 13 này cô chú anh chị, 4 ngọn quế lan hương, hàng là xếp khá là đẹp.
Đây, 4 ngọn quế lan hương này. Xin phép em được bán với giá là 130.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 ạ. Số 14, cái hình này có tổng tất cả là 8 ngọn quế. Đây, hình này có tổng tất cả là 8 ngọn quế nhé, chú ý chị nhé. Và 8 ngọn quế này thì em xin phép được bán với giá là 110.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 15. Hình số 15 này thì có 4 ngọn quế ạ. 4 ngọn quế ở hình này. 4 ngọn quế ở hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 130.000 4 ngọn quế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 này thì em có 3 ngọn, 1 dề 3 ngọn quế này. Và thêm một cái ngọn bên này nữa cô chú anh chị nhé. Và cái hình này em xin phép được bán với giá cả lô này là 170.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 17. Hình số 17 này có 5 ngọn quế nhá. 5 ngọn quế này em bán với giá cũng là 120.000 ạ. 5 ngọn quế này có 120.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18, một cái phần quế rất là đẹp luôn. Đây là cái ngọn quế mẹ con này. Đó, hàng này cô chú anh chị một mẹ mấy con luôn cô chú anh chị nhá, mẹ hai con luôn. Hàng này thì cô chú anh chị về ghép thế thác đổ rất là đẹp luôn. Hình này thì đây hai ngọn quế như vậy, hai ngọn quế mẹ con như vậy nhá, chú ý chị nhá. Lá bóng rất là đẹp. Thì cả cái lô quế lan hương này xin phép em được bán với giá là 190.000 cho hình này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình số 14 cũng là hai ngọn quế. Dạ, hai ngọn quế cao đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hai ngọn quế này xin phép được bán với giá là 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình số 20. Hình số 20 này là có 3 ngọn quế này, cô chú anh chị này. 3 ngọn quế này xin phép em được bán với giá 160.000. Và hình số 21 ạ. Lô này cũng là 3 ngọn quế cô chú anh chị nhá. 3 ngọn quế này. 3 ngọn quế này xin phép em được bán với giá là 120.000. Và sau hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Hình số 22 cũng là 3 ngọn quế to ạ. 3 ngọn quế to. Ba ngọn quế to này cô chú anh chị nhé, lá khá là to và đẹp luôn ạ. Ba ngọn quế này thì em xin phép được bán với giá là 190.000 cho cái hình này. Ở đây ạ, em đang có một cái giò quế lan hương mà hàng đa em đang ghép sẵn rồi, hình này gọi là hình 60. Cây đang bắt đầu ra rễ và cây này là dòng quế lan hương hàng xếp rụt nhé. Chậu này em bán với giá 140.000. Và một cái giò dáng hương tam bảo sắc duy nhất ạ. Một giò dáng hương tam bảo, thôi em bán đây, chậu này em bán rồi. Chậu tiếp theo sẽ là chậu 61 này. Đây là một cái chậu kiều. Chậu kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này. Chậu này đang có hai cái nụ to ủnh luôn. Để cô chú anh chị về mình có thể được ngắm hoa mùa hoa này cô chú anh chị nhé. Giò kiều này xin phép em bán 120.000 ạ. Và cũng là cái dòng kiều thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. Đó là những cái chậu kiều Lộc Bắc ạ. Chậu kiều Lộc Bắc này. Hiện tại thì có những cây đang sưng mắt nụ rất là lớn rồi. Và một cái chậu kiều Lộc Bắc rất là sum xuê như vậy đấy ạ cô chú anh chị. Nhiều thân, thân to đùng luôn cô chú anh chị nhé. Để nguyên chậu như thế này nó còn rất là nặng mà làm đổ luôn cả chậu cô chú anh chị. Đấy, nhiều thân và đẹp nhé. Thì một cái chậu kiều Lộc Bắc đẹp như thế này, hàng thường là nó sẽ nở hoa thời điểm Tết với cần hoa rất là dài. Thì một cái chậu kiều Lộc Bắc như thế này trước đây giá vài trăm thì hiện tại em để giá 150.000 thôi cho một giò. Và ở đây thì em đang có những chậu lan kiều mỡ ạ. Đây mặt bông của dòng kiều mỡ đây cô chú anh chị này. Mặt bông vàng rất là đậm luôn cô chú anh chị ạ. Đáng sưu tầm, đáng thưởng thức luôn. Và một cái chậu kiều mỡ mà sum xuê rất là nhiều thân ở đây em bán 150.000 nhé. Còn hai cái chậu này bên này ít thân hơn em bán với giá 130.000 cho một chậu. Sang bên này đây là một cái dòng kiều mà em nghĩ rằng là rất là nhiều anh chị đang muốn sở hữu. Đó là dòng lan kiều tím yên tử ạ. Những cái chậu lan kiều tím yên tử đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị, rất là xinh. Một trong những dòng lan kiều cây khỏe và rất là đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Chậu lan kiều tím yên tử. Nhiều giả hành, nhiều thân khỏe đẹp như vậy. Và một số mặt bông đã sổ tại vườn rất là tuyệt vời như thế này. Một trong những dòng kiều phải nói là đẹp nhất trong tất cả những cây kiều. Thì một cái chậu kiều tím yên tử như vậy em đang để giá có 140.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị hãy tìm hiểu giá trên thị trường ạ. Em nghĩ rằng là cô chú anh chị khó mà tìm được một cái chậu kiều tím yên tử như thế này, đẹp như thế này dưới giá 180.000 luôn cô chú anh chị nhé. Đấy là chưa nói đến là 140.000 đâu ạ, mà chắc chắn rằng không bao giờ dưới giá 180.000 cho một cái chậu kiều tím yên tử như vậy nơi khác.
Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái cây lan trồng trong nhà, một cái cây tạo không gian xanh, thanh lọc không khí tuyệt vời. Cây địa lan quân tử cô chú anh chị. Rất là nhiều cặp lá xinh đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, đây là còn chưa trồng vào cái chậu đẹp đâu ạ, mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy rất là xinh như thế này rồi. Và một cái chậu lan hàng lá vừa rụt ngắn mà lại lá nhăn bản tròn đẹp như thế này. Em đang bán một chậu địa lan quân tử như vậy với giá chỉ 70.000 thôi cô chú anh chị nhé. 70.000 thôi cho một cái chậu địa lan quân tử này. Mấy cây lan vừa tạo không gian xanh trồng trong nhà, vừa thanh lọc không khí tuyệt vời, vừa phải nó có thể giúp mình loại bỏ chất khí độc hại trong không khí này, loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi, tạo ra một cái môi trường phải nói là cực kỳ là tuyệt vời cho những người, những thành viên trong gia đình của mình. Giá tiền chỉ có 70.000. Đó, vừa tạo không gian xanh ạ, rất là đẹp cô chú anh chị nhé, trồng trong nhà quá đẹp. Đến mùa hoa nó nở hoa không kém cạnh bất cứ một loại lan nào luôn. Đó, kiểu tím yên, nghĩa cây địa lan quân tử đấy ạ. Sang bên này đây cũng là một cái dòng lan đáng sưu tầm, đáng thưởng thức. Đó là dòng lan vũ nữ thiên hương cô chú anh chị ạ. Một cái mặt bông cũng rất là độc đáo, đúng ạ. Đốm chấm có một cái nét độc đáo rất là riêng với cần hoa cao cô chú anh chị ạ. Đã như cái chậu này thì đang có hai vòi bông nở, và em nghĩ rằng là nó cũng khá là xinh đẹp rồi. Với hai vòi bông này thôi cũng đủ khá là xinh đẹp của chú anh chị mình thưởng thức rồi. Mà đặc biệt là nó rất là thơm và siêu bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Rất là thơm và siêu bền hoa luôn ạ. Thì một cái giò lan vũ nữ thiên hương mà cây nó đang có những cái giả hành to bự và ít nhất là hai nụ nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn lấy hàng đang nở hoa như vậy em sẽ gửi cho cô chú anh chị hàng đang nở hoa. Còn nếu mà cô chú anh chị muốn lấy hàng nụ đây ạ, thì em sẽ gửi cho cô chú anh chị mình hàng nụ để về cô chú anh chị mình chơi hoa đẹp một cách trọn vẹn ạ. Hàng này không chỉ đẹp hoa mà ngay cái thân lá của nó này, hàng lá nhăn đó, bản lá tròn cũng rất là đẹp luôn ạ. Và một cái chậu như vậy em đang bán có 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Dòng lan vô nữ thiên hương có lẽ có tên như vậy bởi vì nó rất là thơm ạ. 130.000 cho một giò. Ngoài tên là vũ nữ thiên hương thì nó còn có một cái tên đó là vũ nữ kẹo ngọt, vũ nữ đậu ngọt trước cô chú anh chị. Nó còn có tên là vũ nữ đậu ngọt cô chú anh chị ạ. Cũng không hiểu là cái tên vì sao xuất phát từ đâu mà nó có cái tên là vũ nữ đậu ngọt, hay là bởi vì cái mùi hương thơm của nó quá ngọt ngào chăng ạ. Dòng lan vũ nữ thiên hương đây xinh lắm cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây là những giò đen đô xuân xum xuê như này, với giá chỉ 150.000 cho một giò. Và đặc biệt là những cây lan dendro siêu rẻ bèo bọt ở đây, 40.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Đúng bằng một cái bát phở của chú anh chị mình thôi ạ. Một bữa sáng của chú anh chị mình thôi có thể sở hữu ngay một cái chậu lan dendro xuân như thế này. Hàng bình thường hoa Tết rất là đắt đỏ đúng không ạ. Hiện tại cây khỏe đẹp như thế này và đang lên mầm của chú anh chị nhé. 40.000 cho một chậu cô chú anh chị mình lấy cả 5 chậu ấy, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn. Và cái mặt hoa của nó này cô chú anh chị này, nói chung là sổ mặt hoa nào cũng đẹp, đáng thưởng thức, cô chú anh chị yên tâm cho em. Đây. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, vài nhánh thôi mà cũng cực kỳ xinh đẹp như vậy rồi, dòng đen đô xuân cô chú anh chị nhá. Hoa sẽ nở Tết hoặc là đầu xuân ạ. 40.000 cho một chậu. Đấy, mặt bông nào cũng rất là đẹp. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan dendro lá biên ạ. Dòng dendro lá biên chơi lá quanh năm luôn cô chú anh chị ạ. Và đặc biệt là khi mà nó nở hoa thì cũng không làm cô chú anh chị mình thất vọng về cái vẻ đẹp của nó. Bông hoa cánh dày cộp luôn. Mỗi chậu đen đô lá biên nó cao khoảng tầm 50cm như thế này ạ. Mỗi một mầm gốc cao khoảng tầm 2 mầm, mỗi một mầm ít nhất là 40cm trở lên. Mặt bông xinh đẹp như thế này em bán với giá chỉ 150.000 cho một giò thôi. Mặt bông đen đô hoa vàng lưỡi họng đen nhé chú ý chị nhé. Cánh hoa dày cộp luôn. Dạ, sang bên này đây thì em đang có gì đây nhỉ? Cái dòng lan dendro cô chú anh chị ạ, cũng là dòng dendro. Đây là dòng dendro chớp bịp ạ. Hoa siêu bền luôn cô chú anh chị, cùng ngắm cho em cái vẻ đẹp của dòng dendro chớp bịp. Ngoài cái vẻ rất là xinh đẹp ở đây, nó cũng thơm ngát luôn, siêu bền hoa cô chú anh chị nhé. Thì một cái chậu dendro chớp bịp như vậy, hàng đang nụ này hoặc là hàng đang hoa, kể cả nó đang hoa như vậy cô chú anh chị về thưởng thức hoa cũng trong cái thời gian rất là dài, cây khỏe đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Chậu những với những giả hành đẹp như thế này em đang để giá có 150.000 cho một giò thôi. Cái dòng lan dendro chớp bịp đáng sưu tầm này đó, hàng thì em thường là chọn ngay những cây mà nó đang nụ đang hoa như vậy để đỡ khỏi phải bảo hành cái mặt bông của chú anh chị nhé. 150.000. Còn bên này đây, ôi trời ơi, một cái lô hàng siêu đẹp ạ. Xin lỗi em quên, với lô hàng siêu đẹp cô chú anh chị ngắm cho em, đây là những cây lan hoàng nhạn cô chú anh chị nhé. Một cái lô hoàng nhạn về siêu vip luôn cô chú anh chị ạ.
Mỗi một cây nhạn này hàng không lỗi lá luôn cô chú chị nhìn ạ. Ngắm như thế này thôi cũng mê đúng không ạ? Rơi ít nhất là 8 cặp lá trở lên, với chiều cao của nó phải đạt từ 25cm trở lên cô chú anh chị nhé. Chiều cao của ấy chậu nhạn như vậy nó phải đạt từ 25cm trở lên. Và rơi ít nhất là 8 cặp lá trở lên, cực kỳ là đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan hoàng nhạn tuyệt vời như vậy đấy ạ. Ngắm lá thôi cũng đủ mê cô chú anh chị ạ. Với giá chỉ có 150 cho một giò thôi ạ. Đáng sưu tầm đúng không ạ? 150 thôi cho một cái cây nhạn như thế này cô chú anh chị nhé. Hàng không hề bỏ lá chân, không lỗi lá, 150.000. Đảm bảo cô chú anh chị rằng chỉ cần cô chú anh chị lấy một chậu thôi ạ. Ngắm thân lá thôi cô chú anh chị cũng cảm thấy mê lắm rồi. Còn nếu mà cô chú anh chị mình mà lấy một chậu thôi, trồng mà một chậu thôi cô chú anh chị mang về lên giò chắc chắn là cực kỳ là tuyệt vời. Còn nếu mà cô chú anh chị lấy được hai chậu thì cô chú anh chị một cái tác phẩm đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Có 150.000 cho một giò thôi. Nói thực sự là em chưa bao giờ có một cái lô hoàng nhạn về mà em cảm thấy ưng ý, rẻ mà đẹp như thế này, đáng sưu tầm như này. Còn sang bên này đây sẽ là dòng lan Colab Koki cô chú anh chị ạ. Những cây lan Colab Koki ạ, cũng những cây này đủ trưởng thành để có thể cho hoa rồi nhá cô chú anh chị nhá. Bản lá to đẹp ạ. Đó, bản lá to và đẹp cô chú anh chị nhá. À, cái cây lan Colab Koki này nó chính là một cái cây lan mà lai tạo giống giữa dòng lan Cửu Bảo Tiên và cái cây hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Chính vì vậy mà nó mang cái vẻ đẹp hoàn hảo giữa hai cái cây lan này nhá. Cái mặt bông của nó sẽ là bông hoa rực rỡ, rất là đẹp của dòng lan Cửu Bảo Tiên ạ. Mang cái vẻ đẹp bông hoa rất là to của Cửu Bảo Tiên, nhưng mà nó lại mang cái hương thơm tuyệt vời quyến rũ của dòng lan hoàng nhạn, đó là dòng lan Colab Koki. Cô chú anh chị thấy rằng là người ta trồng một cái giò Colab Koki này lên chậu và đến khi người ta bán siêu đắt đúng không ạ? Trong khi đó thì cây lan cực kỳ là dễ sống cô chú anh chị nhé. Một cái chậu Colab Koki như này em đang để giá có 110.000 thôi. Cô chú anh chị có thể sở hữu giúp em hai chậu đi ạ. Hai chậu đi tức là với số tiền 220.000. Cô chú anh chị có một cái giò Colab Koki đẹp rồi chứ không cần thiết phải bỏ ra đến 600-700.000 để sở hữu một cái giò Colab Koki đâu cô chú anh chị ạ. Hàng đã thuần đâu ạ. Đấy ạ. Đây nhá. Có 110.000 cho một cái chậu Colab Koki thôi. Và sang bên này đây thì em đang có những cây lan Vanda Kim. Dòng Vanda Kim đẹp từ thân lá, cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Đây là cái mã Vanda Kim với hoa màu vàng nhé. Hoa màu vàng và cái họng đỏ, lưỡi đỏ. Mà đặc biệt nó cũng là một cái cây Vanda nở hoa quanh năm mà lại rất là thơm. Đấy, bông hoa to ủỳnh luôn cô chú anh chị ạ. Cái chiều cao của cái dòng lan Vanda Kim này này, nó phải cao từ ít nhất là 40cm trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, một cái chậu lan như thế này khi mà nó nở hoa cũng là một cái sự kết hợp tuyệt vời đúng không ạ? Có những cây nó đang có nụ như này này cô chú anh chị này, có những cây nó đang nhú nụ và có thể nhú đến hai nụ, có những cây chưa nhú nụ cô chú anh chị nhé. Ở đây em đang có ba mã màu, đó là màu vàng bên kia đây ạ, vàng cánh hoa vàng sáng và lưỡi đỏ cô chú anh chị nhé. Hoặc là cái mặt bông này là mặt bông cam này, mặt bông cam cũng rất là rực rỡ ạ. Và một cái mã màu hoa nữa, đó là cái mã hoa màu này gọi là màu hồng, nhưng mà thực ra thì em nhìn thấy khi mà hoa nó đang nở như này này, nó là thiên về một tím hồng và lưỡi đỏ rất là xinh cô chú anh chị ạ. Thì một cái chậu lan như vậy em đang bán với giá chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cao từ ít nhất là 40cm trở lên tùy từng màu. Ví dụ như cái màu cam này thường em thấy là nó sẽ cao hơn khoảng tầm 45cm. Đó, cô chú anh chị lấy hàng nụ ấy ạ thì em sẽ bán là 130.000. Còn nếu mà những cái chậu nào mà chưa nụ ấy, đây những cái chậu mà có nụ như này thì em bán 130 nhé. Hàng chưa nụ với giá 120 tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Nhưng cô chú anh chị cứ hãy tin tưởng rằng là với những cái chậu mà chưa nụ thì nó cũng sẽ cho mình hoa sớm thôi cô chú anh chị ạ. Sẽ cho hoa sớm thôi cô chú anh chị nhé. Một cái cây cao vút hơn cả 40cm, 45cm như thế này mà giá chỉ 130.000 cho một chậu thôi. 120-130 cho một chậu thôi ạ. Bên này đây thì em đang có những chậu lan Vũ Nữ Hoàng Hậu Xanh, rẻ sập sàn luôn cho cô chú anh chị mình này. Dòng lan mà cô chú anh chị vứt lăn lóc bờ rào cũng không chết cô chú anh chị nhé. Cần hoa dài đến cả mét, dòng lan Vũ Nữ Hoàng Hậu Xanh. Đó, giả hành cực kỳ là khỏe đẹp như thế này. Chậu này hiện tại là không có nụ nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị chờ hoa cho em mùa sau. Với giá chỉ có 130.000 trong giò thôi. Từ 170 em bán xuống còn 130 cô chú anh chị nhé, xả lỗ. Và có một cái chậu mà nó đang nở hoa ở đây cô chú anh chị cùng em ngắm. Cái cần hoa này cũng phải dài đến cả mét cô chú anh chị ạ. Mỗi một bông hoa nó như là một cái viên ngọc bích luôn cô chú anh chị ạ. Một cái màu xanh ngọc rất là đẹp và lại rất là thơm nữa. Đó. Và một cái chậu lan Vũ Nữ đây, cái chậu đang hoa này xin phép bán 150.000 nhé. Còn những chậu mà không có hoa gì cả 130.000. Và sang bên này đây cô chú anh chị mình cùng em chọn lựa những cái hình dáng hương đuôi cáo ạ.
Em vẫn có những cái tác phẩm dáng hương đuôi cáo cực kỳ là đẹp và những cây cáo đầy tiềm năng cho chính chị nhé. Đó, lát nữa thì và có cả những cây lan dáng hương đuôi cáo thời điểm hiện tại đang nở hoa với bông hoa trắng không tì vết cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Xin phép em được giới thiệu từng hình đến cô chú anh chị này. Nói chung là dòng dáng hương đuôi cáo ấy nó nhiều mặt bông lắm cô chú anh chị ạ, có những bông tím đậm, có những bông hoa tím nhạt, có những bông hoa thiên về sắc đỏ rất là xinh. Đó, cô chú anh chị đang cùng em ngắm một cái bông hoa đang dáng hương đuôi cáo đang nở thơm nức ở đây. Cánh hoa rất là dày như thế này cô chú anh chị nhá. Dạ, cái hình này em gọi là hình số 23. Hình số 23 này thì em đang có 5 cây dáng hương đuôi cáo nhá, 5 ngọn dáng hương đuôi cáo. Nói chung là hàng thì vừa về chỗ em thì lại trời mưa nữa cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị không tưởng tượng là những người dân đi rừng gặp mưa về cứ run cầm cập. Rất là thương cô chú anh chị ạ. Mấy hình dáng hương đuôi cáo này thì em có 5 cây. Với giá em bán là 120.000 thôi là cô chú anh chị. 5 cây dáng hương đuôi cáo về làm chậu to ú ụ luôn, 120.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 24 ạ. Hình số 24. Những bông có những bông hoa rất là xinh đang bắt đầu nở này. Hình 24 đây cô chú anh chị này. Lô này là có 4 cây cáo nhá cô chú anh chị nhá, 4 cây cáo, trong đó có 10 cây đang nở hoa. Đó. 4 cây cáo đều đẹp như thế này. Vậy này em xin phép bán 120.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 25. Hình này có 5 cây cáo đẹp cô chú anh chị, to hình luôn. 5 cây cáo rất là to ở đây cô chú anh chị ạ. Và 5 cây cáo này em xin phép được bán là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 26 ạ. Hình số 26 hàng tươi như thế này cô chú anh chị, tươi và rất là đẹp. Cây này to đùng luôn, bao nhiêu cặp lá đây cô chú anh chị, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 cặp lá luôn cây này này. Trong khi đó cây bên kia lại là cây mẹ con nữa. Đây, cái hình cáo đẹp to như thế này. Hình này em xin phép được bán là 140.000 nhé cô chú anh chị nhé, 140.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27 này. Hình này có 8 ngọn cáo. 8 ngọn cáo em xin phép bán hình này với giá là 120.000 đi. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 28 ạ, 9 ngọn cô chú anh chị ạ, 9 ngọn cáo nhé. Hình này em bán luôn cũng với giá là 130.000. Đó, 9 ngọn cáo. Và sang hình tiếp theo một cái hình em nghĩ rằng là nó cũng có một cái sự cực kỳ là đặc biệt ở đây cô chú anh chị nhìn ạ. Như là toàn bộ là em thấy là cái hàng này là hàng có hàng có thể gọi là hàng hàng gân ấy cô chú anh chị, hàng gân ấy. Cây nhìn rất là đẹp, lá đẹp, nó như kiểu là cái hàng lá nhăn nhưng mà nó không hẳn là nhăn mà nó là có đường gân như thế này này cô chú anh chị này. Cái bản lá rất là to và dày cô chú anh chị ạ. Lá rất là to mà dày nhá cô chú anh chị nhá. Đây có bao nhiêu cặp lá? 2 này, 4 này, 6 này, 8 cặp lá, một bên 8 cặp lá, 2 4 6 7 cặp lá, một bên 6 một bên 7. Cái bản lá rất là dày. Đá rất là dày luôn mà đây là cái cây xếp nhá cô chú anh chị nhá. Cây xếp. Cô chú anh chị có thể thấy nhìn như là cái lá nhăn nó rất là ổn định. Chứ không phải là nó chỉ nhăn một hai lá bên trên mà nó rất là ổn định luôn cô chú anh chị nhìn. Từ trên xuống dưới nó rất là ổn định đúng không ạ? Đây ạ. Đó. Cả hai bên nhá cô chú anh chị nhá, rất là đẹp. Cây hoa độc đáo đẹp như thế này này và cái nụ của nó ấy. Đó, nụ của nó em nghĩ rằng là cái bông hoa này là sắc hoa hồng rất là xinh. Mà ít khi mà có cái bông hoa kiểu hồng như thế này nhá, chú anh chị nhá. Bông hoa này là sẽ là cái sắc hoa màu hồng rất là đẹp. Thì cái ngọn cáo này em xin phép được bán giao lưu của chú anh chị với cô chú anh chị nào muốn sưu tầm với giá là 220.000 cho cái ngọn cáo này nhá, chú anh chị nhá, 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 30. Hình kia là gọi là hình 29 nhá. Hình 30. Một ngọn cáo đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Nhìn lúc đầu em tưởng như là cái cây này như kiểu như là cây kẻ nhưng nó không phải cây kẻ mà nó là cái kiểu hàng lá gân đấy cô chú anh chị. Có đường gân đấy. Dạ, sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 30 này cô chú anh chị này. Hình 30 ở đây có 11 cây ạ. 11 cây cáo đây em bán là 120.000 thôi nhá. Và hình số 31 ạ, xinh đẹp lắm luôn cô chú anh chị. Hình 31. Hình 31 ở đây em bán hình này là với 7 cây đẹp mộng mơ ạ. 7 cây này em bán là 140.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Hình này 6 cây. 6 cây mà trong đó là có cây lá nhăn nhá cô chú anh chị nhá. Nhăn đẹp luôn. Có cây lá nhăn này, có cây đẹp. Đấy có một cái ngọn lá nhăn nhá. Đây, cô chú anh chị thấy này. Thì cái hình cáo này em xin phép được bán với giá chỉ 120.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23.
Hình này 6 cây cô chú anh chị ạ. Hình này 6 cây ạ. Và 6 cây ở hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 130.000 này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 34, 5 cây, tươi roi rói, to ủnh. 140.000 cho hình này nhé cô chú anh chị nhé. Lá cũng rất là to và dày mà nhiều nụ cô chú anh chị ạ, rất là nhiều nụ luôn. Và tiếc là cái nụ khá là lớn nên là nó sẽ có lỗi hỏng nụ nhiều. Và sang bên này đây là cái hình số 35, cái lô này nó là 5 cây ạ, 5 cây to như này này, 140.000 ạ. Và hình số 36 này, 36 đây. Hình này có tổng là 6 cây ạ. 6 cây này em bán với giá là 130.000 nhá, chính chị nhá. 130.000, thậm chí nó còn rẻ hơn cả hàng em bỏ xỉ luôn cô chú chị ạ. Một cái lô như thế này em bỏ xỉ là 178 rồi, mà một cái lô như này em bán có 130 thôi. À, hình tiếp theo ở đây sẽ là cái hình số 44 ạ. Hình 44 này. À, lô cáo 44. Lô cáo 44 này có 2 này, 4 này, 6, 8 cây. 8 cây này em bán với giá 130.000 này. Và hình số 45. Hình này có 2 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 cây nhá. Tổng là 10 cây cũng với giá 130.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình 46 ạ. Hình 46 này cô chú anh chị này. Hình 46 tổng là có 2 này, 4 này, 6 cây to đẹp cô chú anh chị này. 6 cây to đẹp như này em xin phép bán 140.000 ạ. Và hình ở đây sẽ là hình số 37. Là một cái giò cáo đã thuần. Cái giò này nó là nguyên một dề. Nguyên một dề và cô chú anh chị cùng em ngắm hoa ở đây. Bông hoa cánh mai rất là xinh cô chú anh chị nhá. Đó, rất là đẹp luôn, cánh hoa rất là đẹp nhá. Nó là nguyên một dề, tuy nhiên thì đợt này người ta không có cái người mà người ta trồng cái hàng này này, nó là nguyên một dề luôn đấy ạ. Chậu này mà chăm đến sang năm thì đẹp lộng lẫy cô chú anh chị ạ. Chăm đến sang năm đẹp lộng lẫy nhá. Ba cây lớn với cả 1 2 3 4 4 cây con. 1 2 3 4 cây con nhá. 5 cây lớn, 4 cây con. Giò này cô chú anh chị chăm đến sang năm quá đỉnh luôn cô chú anh chị ạ. Giò này xin phép em được bán với giá là 350.000 này. Giò này gọi giò 37. Giò 38 đang có 3 vòi hoa để cô chú anh chị về ngắm hoa đẹp trọn vẹn nhá cô chú anh chị nhá. Đây, ngắm nụ thôi cũng đủ thích ạ. Cái giò này thì có tất cả là 3 vòi hoa và có khá là nhiều cây, tuy nhiên trong đó thì có một vài cây bị lỗi lá. Em bán chậu này với giá 150.000, gọi là giò 38. Giò số 39 đấy ạ. Giò 39 đây. Cái giò này thì em bán với giá là 130.000 thôi. Đó, 130.000 thôi nhá. Cái giò này thì có 4 cây nhưng mà trong đấy có 2 cây bị lỗi. Và hình số 40. 40 này cô chú anh chị này. 40 thì 2 này, 4 này, 5 cây. 5 cây 2 vòi bông cô chú anh chị ạ. 2 vòi bông rất là đẹp. Đấy, hàng đã trồng thuần nó đẹp như thế này này. Chậu này em bán với giá là 170.000 nhá. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 41 này, giò 41 này. À, chậu này em bán là 150.000, 5 cây cáo xếp xinh. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 42. Chậu 42 này thì em bán với giá là 100 bao nhiêu nhỉ? Chậu 42 này cũng là đang 2 vòi bông 150.000. Và chậu 43 cũng là một cái chậu nó như rất là nhiều tiềm năng. Đó. Riêng cái chậu này thôi thì cô chú anh chị biết cũng biết là người chủ nhân người ta đầu tư như thế nào rồi. Riêng cái chậu này cũng đã phải để có giá đến 100.000 rồi đúng không ạ? Hiện tại cây đang nở hoa và cái sắc hoa của nó, cái bông hoa của nó này. Đây hình như nó cũng là nguyên một dề đấy cô chú anh chị. Nên là cái kiểu hoa của nó rất là giống nhau ạ. Rất là giống nhau. Thơm ngát cô chú anh chị ạ. Bông hoa rất là dày. Đó, cánh hoa rất là dày nhá cô chú anh chị nhá. Cánh hoa cũng rất là đẹp ạ. Bầu tròn đẹp. Thì cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000. Đây gọi là giò 43 nhá. Sang bên này đây là một cái giò quế lan hương, quế trắng tháng 8. Cái bản lá của cái cây này chắc là có lẽ phải đạt đến khoảng tầm đâu đây là chắc phải tầm 4 sen rưỡi cho đến 5 sen rồi nhá cô chú anh chị nhá. Hàng lá xếp đẹp cô chú anh chị ạ. Cái giò này thì chắc là khi mà nở hoa chắc phải thơm khắp xóm. Với bốn ngọn quế khá là lớn, hàng xếp vào đây. Cái giò này xin phép em được bán 600.000. Và một cái siêu phẩm cáo. Một cái siêu phẩm cáo ở đây cho cô chú anh chị nào sưu tầm ạ. Cái bản lá đạt đến 6 sen, lá ngắn cực kỳ là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Lá ngắn siêu đẹp luôn ạ. Hàng xếp rụt bản lá ngắn cực kỳ là đẹp. Và cây hoa phân nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, cây hoa phân nhánh, cây mẹ phân nhánh. Và đến cái cây con của nó cũng phân nhánh ạ. Và cái mặt bông của nó cũng đẹp tuyệt vời luôn. Phân nhánh này cô chú anh chị này.
Ở cái chậu này em thấy là nó có hai cái mặt hoa đấy, đẹp lắm ấy cô chú anh chị. Mặt hoa này rất là đẹp luôn. Cái bông hoa cánh hoa của nó cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ. Thơm ngát. Ba cây lớn nhá cô chú anh chị nhá. Ba cây lớn cô chú anh chị này, ba cây lớn, cây này là 10 đâu đây 2 4 6 8 10 12 cặp lá nhá. 1 2 3 4 5 6 12 cặp lá. 2 4 6 8 10 12. Một bên 12, một bên 13 mà cô chú anh chị nhìn cái độ xếp rụt của nó và cái thân của nó này, to khủng như thế này cô chú anh chị. Quá là to như này. Và cây con của nó đây cô chú anh chị ơi. Cây con của nó đây. Có cái cây con phân đến 3 nhánh và cái cây con này hiện tại thân cũng to ủnh, toàn là hàng tuyển đẹp như thế này, cũng rơi vào hơn chục cặp lá nhé cô chú anh chị nhé. Hơn chục cặp lá và bản lá của nó cũng đã đạt đến 4-5 sen gì, 5-6 sen rồi. Đấy, cây lớn nhất là đạt đến 6 sen. Và tổng hiện tại đang có thêm cả 5 cây nhỏ nữa cô chú anh chị nhé. 5 cây nhỏ nữa đang lên đấy ạ. 5 cây nhỏ như thế này đang lên. 3 cây siêu phẩm và 5 cây nhỏ. Thế rồi cô chú anh chị nào là muốn sưu tầm cái giò cáo này để chấn vườn, để có một cái tác phẩm đẹp trong nhà. Đó, đỉnh đẹp như thế này cô chú anh chị hãy liên hệ với em và chắc chắn rằng cái giá cũng sẽ rất là hợp lý. Và ngoài ra thì em có cả những cây cáo trắng không tì vết, em có hai cái giò cáo trắng, có giò cáo trắng không tì vết luôn. Cái giò này cần hoa phải là đạt đến trên 60 cm. Em có hai giò. 2 4 6 8 9 10. 9 10 cặp lá cô chú anh chị ạ. Cây này em tách từ cây mẹ và cây mẹ của nó phân nhánh và cây chị của nó cũng là phân ba nhánh nhá cô chú anh chị nhá. Còn cái cây này thì năm nay hiện tại cần hoa rất là dài nhưng chưa phân nhánh. Gần vào một cái cây này cũng là hai vòi bông này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm sở hữu thì hãy liên hệ em. Nhưng chắc chắn một điều rằng những cây cáo trắng sẽ không hề rẻ cô chú anh chị nhá. Không hề rẻ ạ. Còn cái giò cáo trụ cáo này thì em nghĩ rằng cái giá thì để cho đi cho cô chú anh chị cực kỳ là hợp lý luôn trong cái tác phẩm đẹp như thế này. Và bên này đây là mật ong khoái ạ. Mật ong khoái cô chú anh chị nhá. Riêng cái mật ong khoái này thì nó là cái dòng mật ong mà em mua nguyên tổ như thế này. Nguyên tổ như thế này. Và em thì em quan niệm nhiều anh chị hỏi rằng là em có bắt không. Nhưng mà riêng em nếu mà em mua mật ong ấy, mà từ mua mật ong ấy để mà bán cho cô chú anh chị hoặc là mua về nhà dùng thì em rất là hạn chế mua cái hàng mà người ta bắt sẵn cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái hàng bắt sẵn ấy thì thường là người ta sẽ có thể là pha vào mình không biết, mình không thử không biết được. Đấy, nên là em sẽ thường là mua hàng cả sáp như thế này, mình mất công một chút xíu nhưng mà đổi lại là sẽ đảm cực kỳ là đảm bảo hàng chuẩn. 1kg mật ong khoái này em bán với giá 200.000 1kg nhé. Và đảm bảo cô chú anh chị rằng là hàng chuẩn, chất lượng thơm ngon đến từng giọt luôn ạ. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng 170.000 cho một túi chè ô long này. Cái dòng chè trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000m2 nên là tạo ra một cái hương vị rất là riêng không nơi nào có nhé. Và đây là chè dây mà tự nhà em trồng sao nên là đảm bảo vệ sinh cực kỳ luôn. Với giá em bán là 50.000 cho túi nửa kg. Sang bên này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn vụn 40.000 cho 1 kg nhé. Dớn vụn là 40.000 cho 1 kg, dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá là 15.000 thôi. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho cặp, một cặp Atonic 12.000 cho một gói. Xuất thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000, 55.000 nhá. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng với giá 70.000 cho một lọ. Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25.000 một gói, Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, phân dây buộc lan chiều dài 100m do cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn, phân bón chùm quế, phân bón đây là phân dê đã qua xử lý với giá 18.000 một kg, em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi với giá 4.000 cho một lọ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi này. Cô chú anh chị cùng em ngắm lại một lần nữa cái lô nhạn siêu đẹp. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị, với giá chỉ 150.000 cho một cây thôi ạ. Những cây coqui cũng cực kỳ là xinh, bản lá to nhé. Cảm ơn cô chú anh chị mình một lần nữa ạ.